Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái cách để giả lập cái tín hiệu phao xăng để kiểm tra cái chức năng của cái báo xăng trên cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ của tôi, thì đây là cái vạch báo xăng. Thì để kiểm tra được cái tính năng về báo xăng trên đồng hồ thì tôi cần có một cái tín hiệu từ phao xăng gửi về. Thì như mấy anh đã hiểu nguyên lý của phao xăng thì chẳng qua nó là một cái biến trở ha. Đây tôi sử dụng một cái biến trở để tôi giả lập tín hiệu. Thì một đầu dây của biến trở mình sẽ đưa về mát, và một đầu còn lại là mình sẽ đưa về cái chân báo xăng, chân báo xăng thì màu vàng ha, còn hay còn là dây nguồn đó. Thì khi mình xoay cái biến trở thì cái này giá trị điện trở sẽ thay đổi và cái vạch báo xăng mình sẽ thay đổi theo thay mực xăng ha. Đó, thì mỗi lần mình chỉnh cái giá trị biến trở thì mình phải chờ với dân đo thì khoảng 10 giây, tức là cái mặt xăng phải ổn định trong thời gian lâu thì lúc này cái mặt xăng mình mới di chuyển. Chứ còn khi mình đã thay đổi nhanh thì lúc này nó sẽ không thay đổi liền, nhưng mà tránh tình trạng là cái trường hợp phao xăng mà nó chạy nó rung lắc thì nó gây ra cái báo xăng sai đó, là chờ 10 giây thì lúc này cái dịch xăng mình nó mới thay đổi theo cái phao xăng lên ha. Ví dụ như mấy anh em muốn nhanh thì có thể là dặn sau anh tắt nguồn sau đó mở lại thì nó sẽ hiển thị đúng cái giá trị của cái báo xăng đó. Thì anh có thể dùng một con biến trở mình giả lập tín hiệu này, nó đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn anh cái cách làm đó. Thì anh dùng cái con biến trở 1 kg nha, cái biến trở nhỏ nhất trong đường ngoài chợ bán là 1k 1 kg đó. Thì nếu anh sử dụng cái giá trị mà nó lớn hơn của báo xăng thì lúc này cái bạch xăng mình sẽ chót, nó không ra giá trị mình sẽ chót. Tức là mình phải chỉnh cái biến trở làm sao nó phải nằm trong khoảng là từ 10 ohm cho tới 100 ohm. Như đây là 1 kg 2 ha, con này có xe số. Ví dụ tôi chỉnh là 1 kg đi ha, 1 kg thì mình sẽ lấy 2 dây thôi, lấy 2 dây nha. Dây bề với dây giữa, dây đỏ này tôi không dùng đó. Thì mình cái cấp vô cái tín hiệu báo xăng, tôi sẽ tháo cái này ra nha. Đó, mình gắn cái chân này vào chỗ 2, còn một đầu còn lại của báo xăng thì chắc chắn anh sẽ biết là đi về mát rồi, này sẽ đi về mát. Tôi đang sử dụng cái biến trở là 1000 ohm ha, 1000 ohm. Tôi giả lập được cái báo xăng thì chúng ta sẽ thấy cái báo xăng làm việc như thế nào ha. Thì lúc này cái báo xăng mình nó chỉ có một vạch và nó sẽ chớp, khi nó chớp như này tức là cái giá trị anh cắt vào nó sai, nó không đúng cái giá trị thông thường của nó. Do đó mình phải quay cái biến trở cho nó về cái mức khoảng tầm 10 tới 100 ohm nha, 10 tới 100 ohm là vừa. Thì đây tôi sẽ xoay cho anh xem, vừa đo vừa xoay ha, vừa đo vừa xoay. Tức là nó phải nằm trong cái phạm vi thông thường mà trên xe nó đang sử dụng. Bây giờ đây là 59, 57 ohm ha. Đấy, mình cấp lại nha. Cấp lại. Thấy cái bao xăng nó hoạt động hay không nha. Nếu nó vẫn nằm ngoài giải thì nó sẽ như thế này. Đây thì mát mình chưa ăn. Nó sẽ lên nè, nó sẽ lên. Thì như vậy thì mình sẽ giả lập cái tín hiệu phao xăng là dựa vào cái biến trở là cách dễ nhất ha. Thì đây cái biến trở nó hơi lớn nên nhiều khi mình vặn một cái thì nó hơi giá trị nó hơi nhiều. Thì giống như mình nhận lố tay mình sẽ vượt quá giới hạn ở đây. Thì con biến trở thông thường tôi bán mình là 1 kg. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh cách để mình chuyển cái biến trở này thành biến trở 100 ohm. Đó, thì cách đơn giản nhất là anh sẽ dùng một con trở 100 ohm ha, mắc song song với lại hai chân của con biến trở này. Mình mắc song song. Tại sao mắc song song mà nó ra 100 ohm thì nó
tính nè, về hệ tính cái giá trị điện trở song song á. Rồi hai con này mà mắc song song với nhau thì nó ra như thế nào, thì câu vô bằng tính nha. Em nào biết điện tử cơ bản rồi tính quy luật sẽ hàng vô luôn. Hàng tạm vô nha em ạ. Thì lúc này mình sẽ có cái con biến trở là khoảng 100 ohm đổ lại thôi. Tôi sẽ đo thử cho anh xem ha. Đây giờ nó là 53 ohm nè, mình dặn nè. Đây mình dặn hết cỡ ha, mình hết cỡ thì nó lên khoảng 90 ohm là hết rồi. Mình dặn ngược lại. Đấy, lúc này mình dặn nó sẽ thoải mái hơn. Nó khoảng 10 ohm. Yeah. Khoảng 10 ohm. Mình dặn nó sẽ dễ dàng hơn, nó không có vượt quá cái ngưỡng. Lúc này mình sẽ cấp vô lại ha. Ngồi bên đây chớp cấp vào lại, một chân vô chân đồng hồ, đi theo đồng hồ đó. Về một chân nó sẽ đi về map, đi về map. Rồi mình sẽ có được một cái tín hiệu giả lập của cái phao xăng. Đồng hồ vẫn chưa lên, nó chưa thể hiện đúng giá trị nữa. Tôi dùng đau lại. Rồi tôi đã chỉnh lại cái dây mát đó, dây mát mình nó không an. Đó thì sau khi mình sử dụng biến trở mình phải gia lập được cái tín hiệu báo xăng ha. Thì lúc này mình xây biến trở là tự do ha. Xây thoải mái thì nó cũng không có sự vượt quá giới hạn cho phép. Đấy, khi mình xây mình phải chờ chờ chút xíu ha, nó ổn định thì lúc này nó mới hoạt động được. Còn anh muốn nhanh là tắt nguồn mới lại, thì tắt nguồn mới lại. Lên ha, tắt nguồn mở lại, bật xăng sẽ lên. Tương tự thì em có thể dùng cái này em kiểm tra các cái đồng hồ khác cũng tương tự ha. Tương tự, ví dụ như kiểm tra một cái đồng hồ NLVS thì dương nó nằm ở đây. Bóp xăng thì nó đó, mực xăng nó cũng hiển thị nè, hiển thị. Em thay đổi biến trở xoay thì cái đồng hồ của Yamaha này thì nó hơi lâu, tầm 30 giây nó mới nhảy mà, 30 giây nó mới nhảy. Tôi sẽ tắt cái nguồn tôi mở lại nó nhanh. Xe mình đã được đổ đầy bình ha. Ok. Rồi chào mọi người nhé.